Dựa trên tiềm năng thế mạnh, nhiều hộ dân ở huyện vùng cao Bắc Hà đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế du lịch dịch vụ. Đây cũng là hướng đi giúp nhiều hộ nông dân trẻ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, như mô hình của gia đình anh Vàng Xeo Chô, thôn Phép Bổng, xã Bản Phố. Vợ chồng anh Vàng Xeo Chô, một người học trung cấp kinh tế, một người học trung cấp du lịch. Năm 2012, anh Chô quyết định xuống Hà Nội làm hướng dẫn viên du lịch. Công việc khá vất vả, nhưng đây cũng là khoảng thời gian anh tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm và trở về quê lập nghiệp. Khai thác bản sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống đồng bào dân tộc Mông, vợ chồng anh Châu quyết tâm đầu tư, cải tạo nhà ở, làm dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng. Tôi thấy là nhà tôi có, bên tôi thấy có tiềm năng về khí hậu mát mẻ, món ăn của các địa phương là đa dạng và bản sắc của các dân tộc phong phú. Và tôi đã quyết định mở homestay để đón khách du lịch, để có cái nguồn thu cho gia đình và có công ăn việc làm cho các cháu. Là người đầu tiên trong thôn Phép Bụng làm homestay, anh Châu cũng gặp khó khăn. Vừa làm, vừa học, tích lũy kinh nghiệm, anh cũng nhận được hỗ trợ của địa phương để duy trì, mở rộng mô hình. Dần dần, anh Châu mở thêm dịch vụ ẩm thực, văn nghệ, du lịch trải nghiệm làng bản. Đến nay, bình quân một tháng, dịch vụ của gia đình thu hút từ 100 đến 200 khách, doanh thu đạt 40 triệu đồng. Bạn Châu ấy thì có trước đây là một gia đình hộ nghèo và gia đình cận nghèo. Thì bạn ấy từ lúc bạn học hết lớp 12 thì bạn ấy đã có hướng là đi học ngoại ngữ. Hiện tại thì bạn là một trong những đoàn viên thanh niên đầu tiên của thôn, làm mạnh dạn đầu tư về phát triển du lịch, mở dịch vụ homestay. Đối với hộ gia đình nhà ông Vàng Xeo Chô đây thì là một hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, và đã mạnh dạn đi đầu trong vấn đề mà phát triển du lịch cộng đồng để tạo thu nhập cũng như là giải quyết việc làm cho bà con nhân dân cũng như là gia đình. Tới thời điểm này, anh Vàng Xeo Chô đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho mô hình homestay này. Ông chủ 9X người Mông Vàng Xeo Chô luôn tin tưởng vào hướng đi của gia đình mình, tin tưởng vào tương lai của du lịch cộng đồng nơi cao nguyên trắng. Những nền tảng kiến thức về du lịch mà hai vợ chồng được tiếp thu trong trường chuyên nghiệp cùng với những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế giúp cho niềm tin đó có thêm chỗ dựa vững chắc để trở thành hiện thực.